Hello anh em, hôm nay giới thiệu lại cho anh em về mấy cái dòng máy hàng đang còn chương trình khuyến mãi nha mấy anh em. Máy hàng thì đầu tiên nếu anh em có nhu cầu hàng mic á, thì anh em lựa chọn con này. Đây là con mic Betech nè. Đây, giá đang sale con này ha, 1.390.000. Đấy, nó có cái, nó không chưa gồm buông dây nha. Nó có một cái thân máy, một cuộn, một sợi dây hàng mát, một dây hàng que, một dây hàng mic. Đấy, giá 1.390.000. Đang trong chương trình khuyến mãi đó mấy anh em. Thì cái dòng này thì nó sẽ có chức năng hàng mic nè, hàng que, liptick. Liptick thì mấy chức năng này anh em ít xài nên mình cũng không giới thiệu kỹ ha. Đấy, nếu anh em nào chưa hàng tích thì mình mua luôn cái máy tích, chứ liptick này thì cũng phải có tốn thì bình khí, tốn sợi dây. Ok ha. Rồi, sale nha, 1.390.000 con này nha. BTS bảo hành là 1 năm. Hàng máy này chạy chương trình sale anh. Đó, 1.390.000. Ok ha. Rồi, cái sản phẩm thứ hai trong cái chương trình này đó là cái dòng này. Đây là cái con máy hàng mini Betech. Cái dòng này thì giá đang sale chỉ có 695.000 thôi anh em. Con này là chuyên 2.5 ly. Anh em hàng 2.5 là phà luôn ha. Máy nhỏ mini nhưng mà cái cuộn cảm trong to đùng kìa. Ha, có đồng hồ luôn anh em ha. Lần đầu tiên cái dòng máy mà giá rẻ có đồng hồ nè, 695.000. Ok ha. Nếu như anh em mà có xài qua Megatech rồi, muốn mua Megatech thì đây có hai cái dòng Megatech. Megatech dòng này đang sale là giá 750.000. Đó. Cũng qua hàng 2.5 ly thôi, chuyên 2.5. 750.000 mấy anh em. Còn chuyên 3.2 nằm ở đây thì nó là 1.450.000. Nha, con này 750.000 nha. Đó, anh em thích Megatech thì mua Megatech này, 750.000. Còn con này là giá 695.000. Con này thì đang sale ha, 1.390.000. Thật sự mấy hàng bây giờ nó rẻ quá trời quá đất luôn anh em ơi. Rẻ quá. Kế tiếp nữa, anh em nào xài máy hàng thích của Waffle thì mua dòng này. Waffle thì có hai dòng. Dòng này giá có 1.100.000 thôi. Nha, 130A, và dòng này là bao này là 2.5 đó. 3.2 nè, 3.2 giá có 1.310.000. Đó. Waffle thì hai dòng này rất là đẹp nha anh em, có đồng hồ luôn. À, hàng chính hãng của Waffle mới chầm. Kế bên đây thì mình có một cái con hàng mic đồng hồ điện tử. Con này con trưng bày giờ đang sale cho mấy anh em nha. Con trưng bày anh em mình còn một con này thôi, trưng bày của Kenmax. Đây, Kenmax nha. Giá bình thường con này là lên tới 1.800.000. 1.800.000 có cuộn hàng mấy anh. 1.800.000 có cuộn hàng 1 ký. Nhưng mà trong cái chương trình này thì mình sẽ sale xuống cho anh em còn có 1.500.000. Cái này con trưng bày nè, bớt cho anh em 300.000 luôn, 1.500.000 thôi. Thanh lý con trưng bày 1.500.000. Ok ha. Con này là cái con mặt LCD nè. Đó, Kenmax LCD 200i LCD. Đó, hàng mic. Rồi ok ha. Kế tiếp nữa thì LCD có hai con hàng que. Rồi, hai con máy hàng que. Đây, con này giá là 1.330.000 nha, 1.330.000 chuyên 2.5 ly và 3.2 ly thì giá là 1.650.000. Đó, 3.2 ly là hai con này nha. Con này thì còn tồn thôi, không có sale hàng trưng bày được anh em. Đó, thì anh em đang có nhu cầu rồi mấy cái hàng mic thì mình có thể ghé mình mua mấy con này. Đó, ok ha. Họ lành luôn. Rồi, sẵn tiện đây thì báo giá anh em luôn mấy cái mẫu đèn ha, mấy mẫu đèn. Đèn có trình khuyến mãi không? Đèn này không khuyến mãi. Đây là mẫu đèn pha mới nè, K200N, giá có 1.290.000, 200W. 3 ô như 1 OLED, 2 OLED, 3 OLED anh em. Rất là sáng, giá rất rẻ, có 1.290.000 thôi. Hoặc là cái mẫu đèn này. Đèn này thì giá là 480.000, giá đang sale anh em ha. Đèn này đèn năng lượng mặt trời nó có hết luôn nè. Rất là sáng nha. Đó, có những cái đèn chớp cảnh báo. Cái đèn này mà anh em mà đi bỏ xe ô tô á, nó sẽ có những cái cảnh báo để chúng ta có thể khi mà xe đậu dừng trên cao tốc hay chỗ nào đó thì mình có thể dùng những cái đèn này để cảnh báo, chiếu rất là xa nha. Cái đèn này nó chiếu từ xa mình có thể mình nhìn được anh em. Ví dụ một cái đèn đỏ chớp không thì anh em có thể con mắt, nhưng mà vừa đỏ vừa xanh và nó chớp những liên tục, phải chưa, chớp nhanh là chớp chậm nè. Đó, nên đó, những cái kiểu chớp như thế này nè. 480.000 đã gồm pin luôn rồi, pin sạc luôn rồi, thì anh em mua về anh em có thể sạc bằng cổng sạc taxi của cái xe ô tô chúng ta đều được luôn nha. Đó, mình để chức năng chớp vậy để làm chi, để mình cảnh báo khi mà xe mình có va chạm hay là có bị hư trục trặc gì ở trên xe đó thì mình sẽ cảnh báo ha, cách khoảng 50 mét 100 mét rồi đó.
để xe phía sau người ta sẽ có thấy mà người ta né. À, thì cái mẫu này giá 480 này, giá đang sale ha. 480. Rồi. Cái tiếp những cái mẫu đèn của Hukan, mẫu này thì còn hàng nè. Giá 170 chân Makita nha. Mẫu này thì giá là 297 chân Makita luôn, mẫu này giá là 330 chân Makita luôn. Đèn này rất là sáng nha. Đèn pha thôi. Rồi. Kế tiếp nữa, những anh em nào mà mua máy laser thì đừng có quên cái dòng mà giá cực kỳ rẻ nè. 760.000 của Yamasu. 760.000 anh em, năm tư xanh, cực kỳ rẻ luôn. Nha, yeah, ok. Rồi. Đấy. Hoặc là những cái mẫu đèn như này, mẫu này thì giá đang 1.2 nữa, mẫu đèn là đèn liền thể phía sau có năng lượng ha. Đó 1.2, hoặc mẫu này giá đang sale có 995.500 nè, mẫu này thì 1.250. Đây mẫu là mẫu lớn anh em. Đó mẫu là mẫu đèn đèn lớn. Hoặc là con này thì giá 1.150.000. Hoặc con này giá 1.1 ha, nó có giá hết mấy mẫu đèn thì nó khá là nhiều. Mẫu này hiện tại cửa hàng đang hết hàng rồi, đang chuẩn bị dời lại. Nên mình chưa có giới thiệu là vậy đó, hai mấy mẫu nó đang hết hàng. Đấy. Trên cái quầy này thì mình có thể mua được nhiều sản phẩm khác á, dung dịch rồi nhớt này nọ anh em ơi. Nha, nhớt nè, nhớt kit. À, nhớt kit này quá trời luôn, gần hết nữa rồi. Kit này bán rất là nhiều anh em, giá rẻ. Kit này là xe số 1 lít, giá 125.000. Số 1 lít 125.000. Rồi, xe số 0.8. À, số 0.8 giá có 113.000 thôi. Còn xe ga đâu rồi ta, hết rồi hả? Ơi, ga hết rồi hả? Ờ, ga như hết rồi. Ga thì có thêm chữ cutter nữa anh em. Đây ha, chắc ga nó hết rồi, chưa về kịp ha. À, đó, ok. Rồi, này là xe ga Any của Ý, giá là 210.000. Hàng mới nha, 0.8 lít. Hoặc là hàng của Motul. À, Motul xe này là xe cutter, xe ga nè, 150 0.8 và 190 là 1 lít. Hoặc là anh em xe xe ga mua hàng của Đức thì xài Liqui Moly, Make in Germany. Hai dòng ha. 10W40, 5W30 đồng giá luôn cho anh em là 290.000, hàng này của Đức ha. Đây mới của Liqui Moly á, gọi là Moligen đó anh em. Nha, Moligen. Đó, Moligen. 290.000 chai. Mấy dòng này nhớt. Nhớt là sản phẩm không thể thiếu được trong cuộc sống này ha. Anh em có đi xe máy là không thể thiếu được ha, tất cả đều phải xài nhớt hết. Nhớt mình là nhớt hàng chính hãng hết ha. À, anh em xài cái này thì yên tâm, không có giả ở đây ha, hàng chính hãng hết. Mình không có bán khách tròn anh em, khách tròn giờ giả thật lẫn lộn, không có bán nhiều. Gần không bán luôn. À, không bán. Đấy, những dòng này thì ok nè. Kit là của Hàn Quốc, sản xuất Hàn Quốc luôn. Any là của Ý, sản xuất tại Singapore. Motul là hàng của Pháp, sản xuất Việt Nam. Liqui Moly là hàng của Đức, sản xuất ở Đức, máy Germany. Rồi ok nha. Anh nhu cầu mua dòng sản phẩm nào thì liên hệ. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.